thương ngủ với nhau mà còn dính nhau thành nẹo vậy hả? Tụi bay muốn chết chùm phải không? Bởi vì số mạng hai đứa bay không có hợp, hai đứa bay ngủ chung là chết chùm nó biết chưa? Đợi tao thỉnh thầy về giải trừ số mạng cho tụi bay rồi, muốn ở chung cái gì thì ở chung. Mày mắc cái gì mày ham hố đàn ông tới vậy? Đi ngủ đi, trễ rồi. Có thứ con gái như mày đó hả? Mày mắc cái gì vậy? Mày hứng hả? Mày thèm muốn con trai lắm hả? Cái thứ đàn bà con gái lăng loạn cái gì con gái mẹ của mày vậy đó? Sao? Tao đụng tới mẹ mày đó rồi sao? Mẹ mày là cái thứ giật chồng người khác thôi chứ làm ăn được cái gì? Mà mấy lần mày đuổi con lại mấy lần mày không nghe lời bà rồi. Ây! Tao đã nói mày rồi, mày đụng như người đó coi tao giết mày không? Đúng là bà già vô liêm sỉ. Tới con rể của mình mà cũng không tha hả? Mẹ mày giật chồng tao đó, mẹ mày làm chuyện sằng bậy đó. Mày ở đó mày không biết về dạy lại mẹ mày đi, mà còn mày đặt ra đây kiếm chuyện với tao hả? Đúng là cái thứ mất dạy y như con gái mẹ mày. Nè, tới giờ này mà còn láo nữa hả? Mà sao? Cấp cho tao. Tao làm tất cả những chuyện con gái mẹ mày làm với tao từng chút một vô lại bản thân mày đó biết chưa? Rồi con nghĩ sai. Con mày biết tao là acid đó, trả giá hả? Để tiếp tục chung đụng với bà nữa hay sao? Bây giờ tôi với bà hết nhiệm vụ, không còn liên quan.